Lúc bấy giờ ở thế giới sau cùng của hằng hà sa số thế giới về phương Tây Nam tên là Ly Trần Tụ, Đức Phật hiệu là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức đang thuyết đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Trong hội đó có Bồ Tát tên là Nhật Quang Minh thấy ánh sáng lớn đại địa biến động và thân tướng của Phật, trong lòng phân vân nên đến trước Phật thưa: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào có điểm này? Khi ấy Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức bảo Bồ Tát Nhật Quang Minh: Từ đây đi về hằng hà sa số thế giới ở phương Đông Bắc, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật kia nên có điểm này. Nghe rồi Bồ Tát Nhật Quang Minh vui mừng hớn hở thưa: Bạch Thế Tôn, con muốn qua thế giới Kham Nhẫn đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho. Lúc ấy Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức bảo Bồ Tát Nhật Quang Minh: lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong, Thế Tôn đem ngàn cảnh hoa sen màu hoàng kim có ngàn cánh, được trang trí bằng các châu báu, trao cho Bồ Tát Nhật Quang Minh và dạy: Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca và đem lời ta thưa: Phật Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức có lời hỏi thăm Ngài có được ít bệnh ít khổ não, đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không, việc đời có nhẫn được không, chúng sanh có dễ độ không. Ông đem hoa sen này dâng Thế Tôn ấy để làm Phật sự. Đến thế giới đó, ông nên an trụ vào chánh tri, chớ có tâm khinh mạn, xem thường đại chúng và cõi Phật kia, mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp, vì nguyện lực mà sanh vào cõi ấy. Vâng lời Phật dạy, Bồ Tát Nhật Quang Minh nhận hoa cùng vô lượng trăm ngàn muôn ước Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật và lui ra. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Tây Nam. Ở cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, đại chúng đảnh lễ Phật, nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên. Bồ Tát Nhật Quang Minh ở trước Phật thưa: Bạch Thế Tôn, từ đây đi về hằng hà sa số thế giới ở phương Tây Nam, đến thế giới sau cùng tên là Ly Trần Tụ, Phật hiệu là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức. Đức Phật ấy hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh ít khổ não, đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không, việc đời có thể nhẫn được không, chúng sanh có dễ độ không. Ngài bảo chúng con đem ngàn cảnh hoa sen màu vàng kim này dâng Thế Tôn để làm Phật sự. Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy giải lại thế giới chư Phật ở phương Tây Nam. Nhờ thần lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ấy đều có vị hóa Phật ngồi kiết già thuyết đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Chúng sanh nào nghe được chắc chắn sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đề. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát Nhật Quang Minh và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở khen ngợi cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường cung kính tôn trọng, ngợi khen Phật và Bồ Tát rồi lui ra ngồi một bên, các cõi phương Tây Nam khác cũng như vậy. Lúc bấy giờ ở thế giới sau cùng của hằng hà sa số thế giới về phương Tây Bắc, tên là Chân Tự Tại, Đức Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng, đang thuyết đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Trong hội đó có Bồ Tát tên là Bảo Thắng, thấy ánh sáng lớn đại địa biến động và thân tướng của Phật, trong lòng phân vân nên đến trước Phật thưa: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào có điểm này? Khi ấy Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo Bồ Tát Bảo Thắng: Từ đây đi về hằng hà sa số thế giới ở phương Đông Nam, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật nên có điểm này. Nghe rồi Bồ Tát Bảo Thắng vui mừng hớn hở thưa: Bạch Thế Tôn, con muốn qua thế giới Kham Nhẫn đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho. Khi ấy Phật Nhất Bảo Cái Thắng bảo Bồ Tát Bảo Thắng:
Lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong, Thế Tôn đem ngàn cành hoa sen màu vàng kim, có ngàn cánh, được trang trí bằng các châu báu, trao cho Bồ Tát Bảo Thắng và dạy: Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca và đem lời ta thưa. Phật Nhất Bảo Cái Thắng có lời hỏi thăm Ngài, có được ít bệnh ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa an vui không? Việc đời có nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ông đem hoa sen này dâng Thế Tôn ấy để làm Phật sự. Đến thế giới đó ông nên an trụ vào chánh tri, chớ có tâm khinh mạn xem thường đại chúng và cõi Phật kia mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp, vì nguyện lực mà sanh vào cõi ấy. Vâng lời Phật dạy, Bồ Tát Bảo Thắng nhận hoa cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ước Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật và lui ra. Khi đi đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Tây Bắc. Ở cõi Phật nào các vị cũng đều cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, đại chúng đảnh lễ Phật, nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên. Bồ Tát Bảo Thắng ở trước Phật thưa: Bạch Thế Tôn, từ đây đi về hằng hà sa số thế giới ở phương Tây Bắc, đến thế giới sau cùng tên là Chân Tự Tại, Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng, có lời hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ngài bảo chúng con đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này dâng Thế Tôn để làm Phật sự. Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy giải lại thế giới chư Phật ở phương Tây Bắc. Nhờ thần lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ấy đều có vị hóa Phật ngồi kiết già thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Chúng sanh nào nghe được chắc chắn sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đề. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát Bảo Thắng và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở khen ngợi, cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường cung kính, tôn trọng, ngợi khen Phật và Bồ Tát rồi lui ra ngồi một bên. Các cõi phương Tây Bắc khác cũng như vậy. Lúc bấy giờ ở thế giới sau cùng của hằng hà sa số thế giới về phương dưới, tên là Liên Hoa, Đức Phật hiệu là Liên Hoa Đức, đang thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Trong hội đó có Bồ Tát tên là Liên Hoa Thắng, thấy ánh sáng lớn, đại địa biến động và thân tướng của Phật, trong lòng phân vân nên đến trước Phật thưa: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào có điểm này? Khi ấy Phật Liên Hoa Đức bảo Bồ Tát Liên Hoa Thắng: Từ đây đi về hằng hà sa số thế giới ở phương trên, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật nên có điểm này. Nghe rồi Bồ Tát Liên Hoa Thắng vui mừng hớn hở thưa: Bạch Thế Tôn, con muốn qua thế giới Kham Nhẫn, đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho. Khi ấy Phật Liên Hoa Đức bảo Bồ Tát Liên Hoa Thắng: lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong, Thế Tôn đem ngàn cành hoa sen màu vàng kim có ngàn cánh, được trang trí bằng các châu báu, trao cho Bồ Tát Liên Hoa Thắng và dạy: Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca và đem lời ta thưa. Phật Liên Hoa Đức có lời hỏi thăm Ngài có được ít bệnh ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa an vui không? Việc đời có nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ông đem hoa sen này dâng Thế Tôn ấy để làm Phật sự. Đến thế giới đó, ông nên an trụ vào chánh tri, chớ có tâm khinh mạn xem thường đại chúng và cõi Phật kia mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp, vì nguyện lực nên sanh vào cõi ấy.
Vâng lời Phật dạy, Bồ Tát Liên Hoa Thắng nhận hoa sen cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ức Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật và lui ra. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương dưới. Ở cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, đại chúng đảnh lễ Phật nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên. Bồ Tát Liên Hoa Thắng đến trước Phật thưa: Bạch Thế Tôn, từ đây đi về hằng hà sa số thế giới ở phương dưới, đến thế giới sau cùng tên là Liên Hoa, Phật hiệu là Liên Hoa Đức. Đức Phật ấy có lời hỏi thăm Thế Tôn, có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ngài bảo chúng con đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này dâng Thế Tôn để làm Phật sự. Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, giải lại thế giới chư Phật ở phương dưới. Nhờ thần lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ấy đều có vị hóa Phật ngồi kiết già, thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Chúng sinh nào nghe được chắc chắn sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đề. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát Liên Hoa Thắng và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở khen ngợi, cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát rồi lui qua một bên. Các cõi phương dưới khác cũng như vậy. Lúc bấy giờ ở thế giới sau cùng của hằng hà sa số thế giới về phương trên tên là Hoan Hỷ, Đức Phật hiệu là Hỷ Đức đang thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Trong hội đó có Bồ Tát tên là Hỷ Thọ, thấy ánh sáng lớn, đại địa biến động và thân tướng của Phật, trong lòng phân vân nên đến trước Phật thưa: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào có điểm này? Khi ấy Phật Hỷ Đức bảo Bồ Tát Hỷ Thọ: Từ đây đi về hằng hà sa số thế giới ở phương dưới, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật nên hiện ra điểm này. Nghe rồi Bồ Tát Hỷ Thọ vui mừng hớn hở thưa: Bạch Thế Tôn, con muốn qua thế giới Kham Nhẫn đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho. Khi ấy Phật Hỷ Đức bảo Bồ Tát Hỷ Thọ: lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong, Thế Tôn đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim có ngàn cánh, được trang trí bằng các châu báu, trao cho Bồ Tát Hỷ Thọ và dạy: Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca và đem lời ta thưa. Phật Hỷ Đức có lời hỏi thăm Ngài có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui không? Việc đời có nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ông hãy đem hoa sen này dâng Thế Tôn ấy để làm Phật sự. Đến thế giới đó, ông nên an trụ vào chánh tri, chớ có tâm khinh mạn xem thường đại chúng và cõi Phật ấy, mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp, do nguyện lực mà sanh vào cõi ấy. Vâng lời Phật dạy, Bồ Tát Hỷ Thọ nhận hoa cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ước Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật và lui ra. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương trên, ở cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, đại chúng đảnh lễ Phật nhiễu trăm ngàn vòng rồi đứng qua một bên. Bồ Tát Hỷ Thọ đến trước Phật thưa: Bạch Thế Tôn, từ đây đi về hằng hà sa số thế giới ở phương trên, đến thế giới sau cùng tên là Hoan Hỷ, Phật hiệu là Hỷ Đức. Đức Phật ấy có lời hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ngài bảo chúng con đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này dâng Thế Tôn để làm Phật sự.
Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy giải lại thế giới chư Phật ở phương trên. Nhờ thần lực của Phật, các hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ấy đều có vị hóa Phật ngồi kiết già, thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Chúng sanh nào nghe được chắc chắn sẽ chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát Hỷ Thọ và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở khen ngợi, cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát rồi lui qua ngồi một bên. Các cõi phương trên khác cũng như vậy. Lúc bấy giờ khắp 3.000 đại thiên thế giới kham nhẫn đầy châu báu, các loại hương hoa thơm đẹp trải khắp mặt đất, tràng phan bảo cái răng hàng khắp nơi, cây hoa cây trái, cây hương thơm, cây vòng hoa, cây y phục, cây châu báu, các cây sen lẫn nhau trang trí khắp nơi, thật đáng vui thích, như ở thế giới liên hoa Như Lai, tịnh độ phổ hoa Như Lai, chỗ cư trú của đồng tử Mạn Thù Thất Lợi, Bồ Tát Thiện Trụ Tuệ và vô lượng các đại Bồ Tát có oai đức lớn khác. Hết quyển thứ 401.